Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn là gửi mail ha bằng cái gói là VFB Mailer. Ở đây mình dùng cái bản 6 nha các bạn ha, mình dùng cái version 6. Thì ở đây các bạn mình sẽ share cho các bạn cái bài này chạy của trên cái web của mình ha. Ở đây các bạn click vào nè, download nè. Đó, thì mình link này link Google Drive ha, các bạn download về cái này nhẹ thôi các bạn ha, nó có mấy MB à. Rồi, thì khi các bạn download xong rồi á, các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder mail ha, trong cái sụt của mình nè, sụt mình nè ha, mình sẽ tạo folder mail rồi mình sẽ quăng cái gì, quăng cái file nãy mình vừa tải về á ha. Rồi bên đây mình sẽ check ra. Rồi sau khi các bạn check ra nè, đây thì các bạn sẽ sử dụng cái gói này, mình đổi tên thành VFB Mailer ha, đổi thành VFB Mailer. Rồi thì trong VFB Mailer nè, mình sẽ sử dụng những cái file ở trong cái folder src này. Mình quay lại cái bài viết ha. Ở đây nè, các bạn sẽ include, các bạn copy cho mình cái dòng này, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình ở trong cái folder mail, mình sẽ tạo một cái file mới gọi là send mail các bạn ha, send mail. Rồi ở đây mình sẽ mở, rồi các bạn bát cái này vào ha. Thì cái này cái đường dẫn nè, từ cái file send mail là các bạn ha, nghĩa là cái file hiện hữu nè, nó sẽ vào VFB Mailer ha, sẽ vào VFB Mailer nè các bạn. Mình vào cái folder mình để ra, mình lấy ra những cái file cần thiết ha. Thì ở đây á, mình đổi tên thành là VFB Mailer rồi, mình xóa cái từ master rồi. Thì nếu mà các bạn vẫn để master ha, các bạn không có đổi tên đó, thì các bạn vẫn để đây master cho mình ha. Sau đó vào src nè, rồi sau đó vào năm cái file này ha, vào năm cái file này, đây tương ứng với năm cái file này, exception of VFB Mailer pop3 nè ha, và SMTP nè ha. Rồi ở đây mình sử dụng namespace ha các bạn, mình vẫn là use hai cái dòng này ha, giống như trên bài viết. Rồi thì sau khi xong á, các bạn sẽ copy tiếp cho mình cái dòng dưới này ha, các bạn copy tiếp cho mình cái dòng này thôi ha các bạn, để mình test xem cái đường dẫn mình lấy cái mail đúng hay chưa ha các bạn, bằng cách là các bạn bring error mail ra cho mình. Rồi ok ha, bây giờ là từ gì, trên cái desk đúng không, vào mail, sau đó vào cái file là send mail đúng không, sau send mail rồi mình test thử ha. Rồi desk nè, rồi vào folder mail nè, rồi vào send mail nè các bạn ha, enter attach nè, các bạn xóa đi cho mình ha. Attach là nó để là chủ yếu là nó hướng dẫn cho mình là lấy cái đường dẫn của cái gì, cái folder của mình á ha, cái project mình á, để mình bây giờ các bạn refresh lại cho mình ha. Đó, thì nó ra như vậy là thành công các bạn, nó không xuất hiện lỗi ha, là như hồi nãy là thành công ha. Đó. Rồi, thì bây giờ thành công rồi thì mình lấy cái gói đó thành công rồi thì mình sẽ thực hiện cái việc mà gửi mail. Đây là cái hàm gửi mail các bạn, từ cái phần try nè, hàm gửi mail nè. Đó. Các bạn bắt xuống dưới ở cái này ha. Rồi, các bạn bắt xuống dưới đây cho mình. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn từng dòng ha. Thì try catch, catch có nghĩa là bắt error nè. Ở đây nó đã là message has been sent, có nghĩa là cái tin nhắn đã được gửi là thành công ha, nếu mà gửi thành công. Còn ví dụ như là bị lỗi thì nó đã là message could not be sent mail error, có nghĩa là cái tin nhắn này không thể được gửi ha. Đó, mail error có nghĩa là gửi cái mail bị lỗi các bạn ha. Rồi những cái dòng này á, thì cái này các bạn để ghi cho mình nè. Cái dòng 2 này có nghĩa là nó bật cái tính năng gì các bạn, gửi thành công hay gửi không thành công thì nó vẫn show cho các bạn cái thông tin của cái mail ha, thông tin của cái mail để các bạn dễ cấu hình ha. Thì ở đây ví dụ các bạn không muốn show á, thì các bạn để là số 0 cho mình ha, để số 0 cho mình. Rồi ở đây nè, ở đây là mình sẽ thực hiện nhiều cái gì, cái server HTTP server, thì ở đây mình sử dụng một cái thôi ha, mình sử dụng của Gmail các bạn. Rồi các bạn xóa đi cho mình số 1 HTTP gmail.com. Rồi cái này cái mail thực hiện việc gửi mail nè, thì bây giờ mình sử dụng một cái mail ha, xác chuyển 47 thì các bạn sử dụng cái mail của các bạn nha các bạn, cái mail là dùng để gửi nè. Còn cái password thì không phải là cái password của cái mail đâu nha các bạn, mà cái password của cái app mail. À, cái app thì mỗi cái ứng dụng các bạn sẽ tạo cho mình một cái app thì nó sẽ gửi thông qua cái app đó, chứ không phải là gửi thông qua nguyên một cái gì, cái Gmail của các bạn ha, các bạn không có chuyện đó ha. Rồi
nên nó gửi thông qua app này, thì mình sẽ hướng dẫn sau tạo cái app dựa trên cái mail sau cho các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này trước đi. Rồi các bạn vẫn để cho mình là cái security port ha, cái cổng là TLS ha, với cái mã số cổng là 5887, hồi xưa là 465 ha, bây giờ là bảo mật hơn 587. Rồi ở đây là mình gửi từ gì các bạn, gửi từ cái gì, cái mail gì đó ha, cái mail nào, set form từ mail nào ha, thì từ mail của mình ha. Có này cái tiêu đề mail là mình cũng để mailer ha. Rồi ở đây là cái address nè, thì hai cái dòng này có nghĩa là gửi cho nhiều người các bạn ha, gửi cho nhiều người nè. Thì các bạn có 10 người thì các bạn add address 10 người, các bạn có 20 người thì các bạn add address của địa chỉ mail của 20 người. Nhưng mà sau này mình sẽ sử dụng vòng lặp ha, mình sử dụng vòng lặp, sau đó mình sẽ quăng cái biến chứa gì, chứa cái mảng ha, chứa cái mail và cái tên của người người đó ha, mình lấy ra, chứ mình không có thực hiện cái việc mà ví dụ như mình gửi cho 30 người thì mình không có address hết 30 người, nó lâu lắm rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gửi thử cho mình ha, hoặc là gửi thử cho một cái file nào đó, một cái bản nữa ha. Đây này mình để một cái là mình khôi 27 49 27. Mình gửi cho, rồi ví dụ mình gửi cho là mình khôi 29 79 đi ha. Rồi. Ví dụ như ở đây là mình để là cái tên là mình khôi. Rồi. Ở đây mình thêm một cái email nữa ha, ví dụ mình gửi cho ở đây mình cũng để một cái tên nữa là Hiếu. Đó, mình gửi cho hai cái mail ha các bạn. Từ cái mail này. Rồi ở đây là cái reply to nè. Các bạn đóng cho mình ha. Cái ACC có nghĩa là gửi thêm một cái bản copy cho một cái người nào đó. Ha, một người nào đó, một cái ví dụ như trưởng phòng nói nhân viên là mỗi lần nhân viên gửi á, thì phải gửi cho mình một cái bản nữa, thì ở đây các bạn có thể điền một cái mail dùng để backup lại ha, hoặc là dùng để xem lại những gì mà cái gì cái sách truyện 247 này gửi ha. Thì ở đây các bạn có thể là đóng lại cái là mình chưa cần tới ha. Rồi ở đây là đính kèm file, các bạn có nghĩa là nó sẽ đính kèm cái file cũng như là cái đường dẫn hình ảnh ha, mình hướng dẫn cho các bạn này sau ha. Cái quan trọng mình gửi mail ok cái đã ha. Ở đây cái nội dung mail là các bạn, nội dung mail là cái subject, là cái tiêu đề mail, là ở đây mình để là test mail, test mail. Rồi ở đây cái body nè, mình sẽ để là cái new content test mail đi. Rồi ở đây là cái này các bạn sẽ xóa ẩn cho mình ha, cái class body để ẩn, mình chủ yếu là hai phần này thôi. Rồi mail gửi thành công rồi, mail gửi không thành công rồi ha, thì xuất hiện cái echo này, cái hàm là hàm mail send ha, mail send có nghĩa là gửi mail. Rồi thì tổng thời các bạn cấu hình cho mình cái này ha. Rồi bây giờ mình cái trọng yếu là bây giờ mình sẽ tạo cái app dựa trên cái mail này và lấy cái mật khẩu của cái app đó ha. Bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái mail sách truyện 247 nè, cái mail của mình ha, cái mail mà các bạn muốn cấu hình đó. Rồi ở đây mình sẽ vào cho mình cái manage your account ha, your account Google. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình cái task security, thì tiếng Việt là bảo mật các bạn, bảo mật. Rồi ở dưới đây nè, thì để mà tạo được cái một cái app ha, đó, ở đây mình có một cái app nè, là một password là tượng trưng cho một cái app á ha, nó sẽ gửi mail dựa trên cái app đó chứ không phải là từ cái mail này ha. Rồi đầu tiên thì các bạn muốn tạo thì các bạn phải xác thực hai bước ha, xác thực hai bước, thì cứ ở đây ví dụ như để chữ off nè, thì cái là chứng tỏ là cái mail của bạn chưa xác thực hai bước. Thì xác thực hai bước nó cũng dễ, các bạn click vào xác thực, sau đó nó yêu cầu cho các bạn là nhập mật khẩu của cái email đó ha, rồi nó sẽ gửi một cái mã OTP gồm 6 chữ số về cho cái điện thoại mà các bạn dùng để đăng ký cái account này, cái tài khoản Gmail này. Rồi sau đó là mình bật thôi ha, nó rất là dễ các bạn. Rồi sau đó mình bật thôi ha, thì khi các bạn bật nó sẽ có cái on như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình cái app password nè. Ở đây mình có một cái app ha, ở đây mình sẽ xóa cái app này ha các bạn. Rồi thì ở đây nè có cái app test mail nè, ở đây mình sẽ xóa cái app test mail đi, đúng không? Xóa. Ở đây nè, khi các bạn nhập xong á thì nó sẽ xuất hiện cái điền app nè. Ở đây mình sẽ sử dụng là order nha các bạn ha, order.
Rồi, cái app của mình order chứ không phải cái app của mình là thuộc mail, thuộc lịch, thuộc danh bạ cũng như thuộc YouTube ha. Và mà mình sẽ thực hiện một cái app khác order. Rồi, ở đây mình sẽ để tên app là testmail. Cái này cái tên app của bạn thôi. Rồi generate. Rồi nó sẽ cho mình cái chuỗi này các bạn ha, cái chuỗi này. Thì cái chuỗi này cái chuỗi là security các bạn ha. Go to the setting for the account who account in the application or device you are trying to set up. Play your password with 60 character password so above. Đó, just like your normal password nè các bạn ha, nó để là giống như cái việc mà sử dụng mật khẩu bình thường nè. This app password grants complete access to your Google account, có nghĩa là cái app này là cái password app này nè được cung cấp để hoàn thành cái việc gì các bạn, truy cập vào cái tài khoản Google của bạn. Nó giống như là việc sử dụng cái pass này thì có thể là gì gửi mail cho tài khoản, cho cái Gmail của các bạn ha, và có cung cấp quyền truy cập luôn. You won't need to remember it, là bạn không cần phải nhớ nó ha, không cần phải nhớ cái mật khẩu này. So don't write it down or share it with anyone ha, không được viết xuống và cung cấp cho ai cả ha. Share cho ai cả. Rồi ok, bây giờ mình copy nha các bạn. Rồi copy, bây giờ mình sẽ paste vào đây đúng không, vào đây cái chủ mật khẩu này. Rồi bây giờ mình thực hiện việc test thử cái mail các bạn. Thì test thử cái mail bây giờ là mình sẽ gì? Mình sẽ vào mail là xem mail các bạn, enter nè. Rồi các bạn đợi tí xíu ha, tại nó xem mail đó. Thì khi nó xuất hiện cái dòng chữ này là xem mail thành công rồi các bạn. Message has been sent ha, thì các bạn vào nè. Vào cái tài khoản của bạn thì các bạn sẽ thấy nè. Này cái Google ha. Tôi chưa thấy mail ta. Có phải có cái mail gửi về đây chứ. À. Ở đây nó gửi mail thành công rồi các bạn ha, nhưng mà nó gửi mail cho hai cái mail này các bạn. Nó gửi mail cho hai mail này thì bây giờ mình muốn gửi cho chính mình nữa các bạn ha, mình sẽ muốn gửi cho chính mình một cái bản. À thì mình CC thôi các bạn ha, mình chỉ CC thôi. Đây là cái chức năng CC nè. CC cho mình một bản ha. Đó, CC cho mình một bản. Rồi ok, CC cho mình một bản ha. Bây giờ mình sẽ gửi thử lại mail nha các bạn. Gửi thử lại mail ha. Các bạn refresh lại ha, refresh lại để nó thực hiện chức năng gửi. Rồi, đây nó gửi nè các bạn. Đó, nó gửi CC cho mình một bản nè. Cái này là cái sách truyện nè các bạn ha, nó CC cho mình một bản nè. Và nó gửi cho những người khác một bản nữa nè các bạn ha, mới nè. Đó. Rồi cái mail này cũng là một bản nữa các bạn ha, một bản nữa. Rồi, bây giờ mình thử gửi lại nữa ha, có nó gửi thành công cho ba cái mail hay không ha. Rồi thì đây nè, sách chuyển nó CC được một bản nè, ha nè, inbox một nè. Rồi cái này nó cũng được một bản nữa nè ha. Rồi cái này nó cũng được một bản nữa nè. Đó rồi thì gửi mail thành công rồi ha. Thì clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái việc mà đặt hàng hay cái việc đặt hàng trên web á, hàng trên web và nó gửi cái mail đặt hàng cũng như đăng ký nè, cũng như là xác nhận là đơn hàng đã đặt ha, đã được giao hàng cũng bằng mail luôn nha các bạn ha.